Không sao, tại vì chị có một cái bệnh viện về cơn xương khớp, chị sẽ đưa anh Hiếu đến đấy chữa để tăng cường sức lực cho anh Hiếu. Thực sự nói đùa như vậy thôi, nhưng mà chị nghĩ rằng là một người biết thưởng thức đồ ăn ngon thì chưa chắc đã cần nấu ăn ngon. Còn chị Hiếu, chị Bảo Anh và anh Cây Trần ở đây đều là những người biết ăn ngon, biết thưởng thức đồ ăn ngon, biết đồ ăn dở ngon như thế nào, nên là hoàn toàn có thể có đủ tự tin và những cái chứng kiến của mình để có thể đưa ra nhận xét cho những cái kỹ năng nhảy của các tuyển thủ. Nên chị mong rằng là mọi người hay tất cả những câu trả lời ở đây nó đều là quá sớm. Khi mà mọi người xem chương trình thì mọi người sẽ biết rằng là chúng tôi sẽ chọn đồ ăn như thế nào. Cảm ơn chị. Ra gánh hoa thử coi có còng lưng không? Nhưng bây giờ gánh thử coi có còng lưng không? Cho mọi người thấy. Tại vì mới có một người á, hai chị em mà trèo lên là không biết có còng hay không. Bố nghĩ là cả bốn các tình ở đây á đều có chung một cái mục đích, cũng như là một cái điều gì đó mà chúng tôi đem đến cho chương trình, và mong đều chúng tôi đều mong muốn là sẽ làm được một cái điều gì đó cho các tuyển thủ. Và chính cái tinh thần đó tôi nghĩ là đã đủ để mà chúng tôi xứng đáng ngồi ở cái vị trí này. Còn tất cả những về chuyên môn hay là kỹ năng, chuyên môn thì đã có những ban cố vấn rất là dày dặn kinh nghiệm, anh Việt Max, chị Mai, anh Đô, chúng tôi còn cả một cái ekip đằng sau. Và về cái chuyên môn của riêng từng mỗi cấp tình đó, thì chúng tôi có thể tìm hiểu, chúng tôi có thể học thêm. Qua khi mà mỗi người chúng tôi được mời tới cái chương trình này thì chúng tôi đã tự phải trang bị cho mình những cái kiến thức rồi. Và bọn rất là đồng tình với những gì mà Chi vừa nói, đó là bốn cấp tình ai cũng có gu cả, mà có gu thì chúng tôi sẽ biết cái gì đẹp, cái gì không đẹp, cái gì hay, cái gì không hay. Dạ.